cao ốc 33 tầng ở Hàn Quốc đùng đùng bốc cháy giữa đêm. Một vụ hỏa hoạn kinh hoàng vừa xảy ra ở thành phố Ulsan, phía nam Hàn Quốc, khi một tòa nhà cao 33 tầng đùng đùng bốc cháy giữa đêm. Các đoạn video chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy toàn bộ tòa nhà thương mại và chung cư Samwanat chìm trong biển lửa đêm 8 tháng 10. Theo Yonhap, hàng trăm người buộc phải đi sơ tán và hàng chục người đã hít phải khói độc. Các nhân chứng kể, hỏa hoạn bắt đầu lúc khoảng 23 giờ 10 phút ngày 8 tháng 10. Gió mạnh đã khiến lửa lan nhanh và bao trùm khắp tòa nhà. Đến sáng sớm 9 tháng 10, lực lượng cứu hỏa đã khống chế được vụ cháy, nhưng lửa vẫn chưa được dập tắt hoàn toàn. Truyền thông địa phương cho biết thêm, lửa bùng phát ở khoảng giữa từ tầng 8 đến tầng 12 của cao ốc, nơi cư trú của khoảng 120 hộ gia đình và nhiều cửa hàng mua sắm. Sở cứu hỏa Ulsan thống kê, ít nhất 88 người đã phải điều trị y tế vì hít phải khói độc. Những trận gió dữ dội đã gây khó khăn cho công tác chữa cháy. Các nhân viên cứu hỏa vẫn đang tìm kiếm các nạn nhân có thể còn bị mắc kẹt bên trong tòa nhà. Cho đến hiện tại, nhà chức trách chưa ghi nhận trường hợp tử vong nào trong sự cố. Ulsan là thành phố lớn thứ 8 của Hàn Quốc với 1,1 triệu dân. Opet'in oraya kadar gelmiş yangın. Allah yardımcısı olsun, felaket rüzgarı var. Allah'ım yardım et. Evlere bulaştı. Evlere bulaştı Allah'ım. Hadi gidemezsin. Arabaların çekilmesi lazım.